vui mừng được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình thời sự ngày 10 tháng 6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin hôm nay. 400 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước đã được biểu dương tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Đã có nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia vào dự án giao thông theo hình thức BOT. Đây có thể coi là tín hiệu mới về dòng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Khen được coi là bảo vật của dân tộc Mông. Trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, mời quý vị cùng tìm hiểu nghệ thuật khen của người Mông ở Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Lễ tuyên dương diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Biểu dương 400 đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích làm lợi cho nhà nước và xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Nhiều mô hình giải pháp đã được nhân rộng, tác động lan tỏa trong cả nước. Tổng Bí thư khẳng định, đằng sau những gương điển hình tiên tiến, đằng sau những việc làm tốt là những tấm lòng yêu nước, trọng nghĩa tình, tương thân tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội, là quyết tâm làm giàu cho mình và cho quê hương đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, thêm mỗi việc làm tốt, mỗi nghĩa cử cao đẹp đã thiết thực góp phần xây dựng nền tảng đạo đức tốt đẹp trong xã hội, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Cùng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã khảo sát về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn thành phố. 5 năm qua, số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế viên chức thành phố Hồ Chí Minh đều tăng, từ 1.765 đơn vị đã tăng thêm 106 đơn vị. Biên chế tăng hơn 11.000 người, hiện đang ở mức trên 118.000 người. Nguyên nhân là do tăng dân số cơ học. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao mô hình hợp tác công tư đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, song cũng lưu ý không được phân biệt đối xử đơn vị sự nghiệp nào là công hay tư và phải rành mạch công tư trong hợp tác, phân chia nguồn thu cho hợp lý và nghiên cứu xây dựng một pháp nhân cho hợp tác này. Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hồ Chí Minh rà soát, sắp xếp lại mạnh mẽ hơn các đơn vị sự nghiệp công ở các sở ngành và quận huyện, hướng đến tinh giản biên chế. Phó Thủ tướng cũng đề nghị xây dựng danh mục các loại hình dịch vụ công sử dụng 100% ngân sách nhà nước và không sử dụng ngân sách để làm tiền đề cho các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai đổi mới hoạt động. Nhờ việc đẩy mạnh thay đổi môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm nay, vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thu hút được 55 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tính đến nay thì toàn đồng bằng sông Cửu Long đã có gần 1.400 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký gần 21 tỷ đô la Mỹ. Long An là địa phương dẫn đầu với hơn 900 dự án. Mặc dù tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cải thiện so với năm trước, tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp, đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về nông nghiệp, nhưng cơ sở hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp chậm phát triển, nên thu hút vốn FDI vào lĩnh vực này không đáng kể. Vốn FDI vào vùng chủ yếu phân bố ở các tỉnh tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh ven biển có lợi thế về phát triển du lịch, năng lượng. Chuyển sang một thông tin tích cực từ thị trường chứng khoán. Với kỳ vọng nền kinh tế đang trên đà đi lên vững chắc, cũng như triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm, khối đầu tư nước ngoài đã giải ngân ở mức cao nhất trong vòng 10 năm. Đây cũng chính là động lực để tiếp tục tạo đà cho thị trường chứng khoán tăng trưởng. Ông Chân Bin là nhà sáng lập quỹ đầu tư đệ nhất hải ngoại của Trung Quốc. Ngoài việc mua cổ phần để nắm quyền chi phối một công ty chứng khoán tại Việt Nam, trong 2 năm qua, ông Chân Bin cùng một nhóm nhà đầu tư lớn Trung Quốc đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam đang trong một giai đoạn rất giống với Trung Quốc 10 năm về trước, và bây giờ chính là thời điểm vàng. Nhiều cơ hội đã qua tại Trung Quốc đang và sẽ lặp lại tại Việt Nam, và chúng tôi sẽ nắm bắt lấy chúng một lần nữa. Tôi ưa thích nhất cổ phiếu ở các ngành chứng khoán, ngân hàng, y tế, công nghệ thông tin và hàng tiêu dùng. Lý do là những ngành này trong 3 năm tới, chúng tôi dự đoán là sẽ tăng trưởng rất mạnh, thậm chí có ngành sẽ tăng trưởng gấp 5, gấp 10 lần hiện nay. Đã hoạt động tại thị trường Việt Nam được 8 năm, giờ công ty chứng khoán Nhật Bản quyết định tìm một đối tác Việt Nam để sáp nhập.
Mục tiêu là để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư cá nhân Nhật Bản muốn mua cổ phiếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy dòng vốn của các nhà đầu tư Nhật đổ vào Việt Nam tăng trưởng tốt. Chỉ tính riêng một quỹ của công ty chứng khoán Daiwa dành riêng cho thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm đến nay đã đổ 64 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam. Và tính riêng trong tháng 5, giá trị đầu tư cũng đã tăng tới 10%. Theo báo cáo mới nhất từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, riêng tháng 5, số nhà đầu tư nước ngoài đăng ký giao dịch mới đã lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua. Lượng mua ròng của khối ngoại cũng đạt trên 6.700 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 10 năm. Tức là những nhà đầu tư ngoại hiện hữu thì họ sẽ tiếp tục mua vào, và các nhà đầu tư mới thì họ sẽ tiếp tục tham gia vào khi mà cái thông tin tốt về mặt vĩ mô, cái đỉnh mức tín nhiệm của Việt Nam mình được nâng hạng lên. Bước sang tháng thứ 6 mua ròng liên tiếp, dòng vốn ngoại đang là một trong những động lực giúp thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc. Chỉ số VN Index trong tuần qua cũng đã có lúc đạt mốc 750 điểm, mốc cao nhất trong vòng 9 năm trở lại đây. Vâng, dòng vốn ngoại đang là một trong những động lực giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc. Còn ngành giao thông thì cũng đã có tin vui khi có nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia vào dự án giao thông theo hình thức BOT. Tuy vẫn còn khá thận trọng và chưa nhiều, nhưng đây có thể coi là tín hiệu mới về dòng đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này, nhất là trong bối cảnh nhiều dự án hàng trăm nghìn tỷ đồng sắp được đưa vào triển khai và nguồn vốn là điều khiến cho ngành giao thông không khỏi trăn trở. Phải mất hơn một năm nghiên cứu, hai công ty Nhật Bản là Nexco và Jexway mới hoàn thành đàm phán mua lại 20% cổ phần của công ty cổ phần Pecon Việt Nam tại dự án BOT tuyến tránh thành phố Phủ Lý. Gần 10 năm trước, một trong hai doanh nghiệp Nhật Bản này đã từng có ý định đầu tư mới dự án BOT tại Việt Nam nhưng rồi lại bỏ cuộc. Nexco này thì đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ 2008 nhưng mà đến nay mới vào được một dự án bởi vì họ cũng cân nhắc rất là kỹ. Doanh nghiệp này cũng cho biết hiện tại phía doanh nghiệp Nhật Bản mới dừng ở việc mua lại cổ phần của dự án BOT đã hoàn thành. Tuy nhiên, hai bên đang chuẩn bị cho quá trình đàm phán tiếp theo để cùng tham gia đầu tư mới hai gói thầu trong dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Việc đạt được thỏa thuận trong vận hành quản lý các dự án mới chỉ là bước khởi đầu của các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào các dự án giao thông đầu tư theo hình thức BOT. Tuy nhiên, ở đây cũng gợi mở ra nhiều cơ hội mới để thu hút thêm các dòng tiền lớn hơn của các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án lớn trong thời gian tới như đường cao tốc Bắc Nam và cảng hàng không Long Thành. Cũng để đón dòng vốn mới, hiện Bộ Giao thông Vận tải đang trình cơ chế để thu hút nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là vào dự án kết cấu hạ tầng có tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng. Có cái cơ chế về doanh thu, bảo lãnh doanh thu, cơ chế về cái bảo lãnh tỷ giá cũng như là cái lợi nhuận cho nhà đầu tư được nâng lên so với các dự án trước đây khoảng là đang để kiến nghị là khoảng từ 13 đến 14%. Thể chế chính sách và cái thủ tục hành chính để làm sao các nhà đầu tư họ yên tâm bỏ đồng vốn ra và sinh lợi. Ở đây phải tính đến lợi ích quốc gia, lợi ích nhà nước, lợi ích nhân dân và cả lợi ích cho nhà đầu tư đó. Chỉ tính riêng hai dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và cảng hàng không quốc tế Long Thành thì tổng mức đầu tư đã lên tới gần 500.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần vốn từ ngân sách cũng mới chỉ đáp ứng được 30%. Chính vì thế, theo các nhà phân tích, nếu mở được dòng vốn từ nước ngoài không chỉ giảm áp lực cho các tổ chức tín dụng trong nước cho đầu tư giao thông, mà còn giúp để dành vốn phục vụ các ngành khác cho tăng trưởng kinh tế. Trong phần tiếp theo của chương trình, trước tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra ngày càng nặng nề, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa bão. Khèn được coi là bảo vật của dân tộc Mông. Trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này, mời quý vị cùng tìm hiểu nghệ thuật khèn của người Mông ở Thái Nguyên. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sáng ngày 10 tháng 6, lễ meeting cấp quốc gia hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2017 có chủ đề Cộng đồng chung tay hỗ trợ người nghiện ma túy diễn ra từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 nhằm kêu gọi toàn xã hội quan tâm hơn nữa đến người nghiện ma túy, xóa bỏ thái độ kỳ thị, chung tay hỗ trợ người nghiện, cai nghiện và hòa nhập cộng đồng, bố trí việc làm phù hợp để giúp những người cai nghiện thành công ổn định cuộc sống. Hiện cả nước vẫn còn hơn 210.000 người nghiện ma túy, trong đó hơn 70% ở độ tuổi dưới 35 là độ tuổi dân số vàng.
Vì vậy, đẩy mạnh công tác cai nghiện không chỉ giúp ngăn chặn những hiểm họa do ma túy gây ra, mà còn đóng góp trở lại cho xã hội một lực lượng lao động đáng kể. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng xâm thực bờ biển ở miền Trung diễn ra ngày càng nặng nề, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại địa phương này, thì bờ biển bị sói lở, ăn sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng trăm hộ dân sinh sống ven biển. Chính quyền địa phương cũng đã phải tổ chức nhiều đợt sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. Nhằm hạn chế tình trạng trên, giúp người dân ổn định cuộc sống, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện các dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở tại các điểm xung yếu. Vào thời điểm này, nhiều hạng mục công trình đang được đẩy nhanh tiến độ, phòng tránh mùa mưa bão sắp đến. Bờ biển tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang bởi các hộ dân đã phải di chuyển đến vùng an toàn do biển xâm thực. Nhân dân chúng tôi là đã hai lần di dời nhà là coi như là sạt lở lên ở là tuyến cao rồi, nhưng mà vẫn chưa yên tâm được là vì bây giờ là biển vẫn còn là xâm thực, mà xâm thực mỗi ngày là càng sâu. Trước thực trạng đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai dự án xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển chạy qua địa bàn xã Quảng Công với chiều dài 1,5 km. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tranh thủ những ngày hè khô nắng để đẩy nhanh tiến độ. Với cái công nghệ thi công là mới, phần móng được gia cố bằng các cái cọc giữ ẩm lực với chiều dài là 7 m được cắm sâu vào dưới lòng đất. Và phía trên mái được gia cố bằng mái và các cái giăng và các cái cấu bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn. Và hiện tại thì đơn vị thi công đang là dốc hết các cái nguồn lực về xe máy cũng như nhân vật lực để đảm bảo đẩy nhanh cái tiến độ trước mùa mưa bão năm nay. Theo thống kê, khu vực bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế có 10 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 10,5 km, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân. Điểm sạt lở thuộc địa bàn xã Quảng Công là một trong những vị trí xung yếu, nên khi tuyến kè biển hoàn thành sẽ giúp an cư cho đến 500 hộ dân trong khu vực. Và đồng thời là khi hệ thống đê biển này vì làm rất hiện đại và rất đẹp, có thể khả năng là một khía cạnh để huyện là khai thác cái du lịch dịch vụ ở đây. Hiện nay, ngoài điểm sạt lở nặng tại xã Quảng Công, tỉnh Thừa Thiên Huế đang lên kế hoạch để tiếp tục xây dựng đê kè chống sạt lở bờ biển tại các xã bị ảnh hưởng nặng như là Vinh Hải, Vinh Thanh, giúp ổn định cuộc sống người dân trong mùa mưa bão. Với chủ đề du lịch miền Trung Tây Nguyên hướng tới đẳng cấp thương hiệu, diễn đàn du lịch miền Trung Tây Nguyên năm 2017 đã thu hút được sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 19 tỉnh thành phố miền Trung Tây Nguyên, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cùng với đại diện các bộ ngành. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự và chủ trì diễn đàn. Thực trạng du lịch khu vực miền Trung Tây Nguyên giàu tiềm năng nhưng chưa được khai phá hiệu quả và chưa có những thương hiệu lớn đã được bàn luận và phân tích khá kỹ. Nguyên nhân cũng được chỉ ra là chưa có chính sách đột phá, thiếu sự liên kết phát triển, yếu về quảng bá và đặc biệt là chưa chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực. Đây cũng là những điểm yếu mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các địa phương trong vùng cùng các bộ ngành cần chú trọng khắc phục để sớm tạo dựng các thương hiệu thực sự đẳng cấp của du lịch miền Trung Tây Nguyên trong tương lai. Hướng đến xây dựng thương hiệu đẳng cấp cho du lịch miền Trung Tây Nguyên, thời gian gần đây, người dân các địa phương trong khu vực đã có nhiều nỗ lực để phát triển du lịch bền vững. Trong đó thì phải kể đến dự án phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Trong dự án này, thì nhân dân cùng với chính quyền địa phương đã cùng lên ý tưởng xây dựng làng nghệ thuật cộng đồng để phát triển du lịch, cải thiện sinh kế. Dự án nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào đón Festival Hành trình Di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017. Những người dân trồng hoa tô điểm không gian với khẩu hiệu làng bách hoa, dọn rác làm sạch cảnh quan với khẩu hiệu làng không rác. Con đường thuyền thúng với 111 thuyền thúng được sắp đặt nghệ thuật ở Tam Thanh, xác lập kỷ lục con đường thuyền thúng lớn nhất Việt Nam. Đây là những hoạt động nằm trong dự án phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Tam Thanh. Dự án được thực hiện dưới sự tài trợ của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Cái dự án này nó rất khác các dự án khác. Và cái dự án khác thì để cho tiền người ta tiêu, còn đây thì cho tiền để người ta cùng làm với mình. Chúng tôi cũng xác định là tạo cho dân địa phương một cái gọi là người ta hay nói rằng là có cho một cái cần câu. Thứ nhất là họ sẽ có được một cái tác phẩm nghệ thuật cho cái địa phương của họ. Cái thứ hai đó cũng là cái điều kiện để cho họ kinh doanh du lịch.
Điều đặc biệt là người dân không chỉ cùng tham gia thực hiện dự án, đóng góp ý tưởng mà còn được tập huấn các kỹ năng để làm du lịch. Thay vì mô hình homestay, dự án tổ chức mô hình Village Stay thành các tổ hợp tác cung cấp chuỗi dịch vụ như cho thuê xe đạp, dịch vụ ăn, nghỉ, v.v. Chúng tôi đưa ra cái khái niệm gọi là Village Stay. Anh đến cái làng đó thì anh có mọi dịch vụ giống như anh đến homestay. Anh đến homestay thì anh được người ta chăm sóc, có thể từ là ăn, ngủ, nghỉ. Nhưng mà ở đây thì cái chuyện ăn, ngủ, nghỉ đó được tổ chức theo làng, chứ không phải theo từng ngôi nhà. Cùng với đó, các tour du lịch gắn liền với văn hóa bản địa đã được thiết kế để thu hút khách như hát bài chòi, trải nghiệm thuyền thúng trên sông, tham quan làm nghề nước mắm truyền thống. Đây là một hướng đi mới của Tam Kỳ và phát triển theo cái hướng bền vững và làm sao giữ lại được cái bản sắc văn hóa, giữ được cảnh quan làng mạc ở đây và nhằm mục đích là nâng cao hơn nữa đời sống cộng đồng về mọi mặt. Thì trước đây thì 30 năm tôi rất gắn bó với Trường Sa, Hoàng Sa, câu mực. Nhưng năm nay thì tôi về đây thì luôn gần bờ và kinh doanh. Cái hôm sập tay thêm ít là du khách cũng có đấy. Thì nói chung cũng có tăng cường thêm thu nhập nên nó cũng đem lại ổn định cho gia đình. Tham gia dự án ngoài sự chung sức của người dân Tam Thanh, còn có hơn 130 tình nguyện viên là các họa sĩ, các chuyên gia cảnh quan và các sinh viên đến từ 9 trường đại học trên cả nước. Mô hình làng nghệ thuật cộng đồng bắt đầu đưa vào khai thác du lịch từ tháng 6 năm nay. Ngày 10 tháng 6, lễ hội Việt Nam năm 2017 đã khai mạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Lễ hội là sự kiện văn hóa lớn nhất của Việt Nam được tổ chức thường niên tại Nhật Bản và được nhiều người dân địa phương hết sức quan tâm. Mời quý vị cùng đến với không khí của lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản qua phóng sự của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Hàng chục nghìn người đã đổ về chật cứng quảng trường công viên Yonogi trong ngày khai mạc lễ hội Việt Nam tại Nhật Bản 2017. Lễ khai mạc còn có sự tham gia của các chính khách và quan chức cấp cao của chính phủ Nhật Bản. Số lượng người đến lễ hội tăng hàng năm là cơ sở khẳng định quan hệ Nhật-Việt ngày càng sâu sắc. Để tăng cường quan hệ giữa hai nước thì việc kết nối con người với con người là vô cùng quan trọng. Cao hơn nữa là sự kết nối về kinh tế, chính trị. Bằng các hoạt động văn hóa, hoạt động thân thiện như thế này sẽ có nhiều người Nhật đến Việt Nam. Qua lễ hội này cũng hiểu biết thêm những cái văn nét đặc sắc của văn hóa Nhật Bản. Các bạn Nhật Bản cũng hiểu thêm được những cái nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam. Lễ hội có hơn 100 gian hàng, trong đó có 60 gian hàng ẩm thực, 40 quầy lưu niệm, triển lãm. Lễ hội này có sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan tổ chức của Nhật Bản như Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế, Cục Du lịch Nhật Bản, Cục Văn hóa thành phố Tokyo. Đây là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội làm ăn với các công ty Nhật Bản, cũng như tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Những phụ nữ Nhật mặc áo dài truyền thống của Việt Nam, những đầu bếp của Nhật chế biến các món ăn của Việt Nam là hành nổi bật tại lễ hội Việt Nam năm 2017. Năm 2016 có hơn 200.000 lượt người đến tham dự lễ hội Việt Nam. Năm nay con số này ước tính có thể lớn hơn. Đây được xem là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường gắn kết tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam Nhật Bản. Trở lại với một sự kiện văn hóa nổi bật trong nước, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 5 đã khép lại vào chiều tối ngày 10 tháng 6 tại Rạp hát Hội An, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Quán quân của hội thi năm nay là đoàn Philippines. Giải thưởng quan trọng nhất, quán quân hợp xướng quốc tế năm nay đã thuộc về đoàn Philippines. Với 12 giải, Indonesia trở thành đoàn có nhiều giải thưởng nhất. Đoàn chủ nhà Việt Nam đạt 10 giải thưởng, trong đó có 7 giải vàng. Nổi bật ở các hạng mục hợp xướng dành cho trẻ em, dân ca. Tổng cộng có 18 giải bạc, 29 giải vàng đã được trao. Ban tổ chức cũng công bố một số giải đặc biệt như biểu diễn xuất sắc nhất là Indonesia, biểu diễn sáng tạo nhất và nhạc trưởng xuất sắc nhất thuộc về Việt Nam. Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 5 Hội An thu hút 32 đoàn dự thi với hơn 1.000 nghệ sĩ từ 10 quốc gia. Đây là cơ hội để công chúng không chỉ thưởng thức một loại hình âm nhạc độc đáo mà còn khám phá những sắc màu văn hóa đến từ nhiều quốc gia. Thưa quý vị, mới đây Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã công bố danh sách bổ sung các di sản văn hóa cấp quốc gia, trong đó đáng chú ý là nghệ thuật khèn của người Mông ở huyện Phú Lương và huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên.
Cây khen này được coi là bảo vật của dân tộc Mông, là nét văn hóa đặc sắc gắn liền với đời sống sinh hoạt của bà con. Đó cũng chính là lý do tại sao mà người Mông di cư đến rất nhiều nơi trong cả nước, nhưng tiếng khen vẫn luôn được gìn giữ trong đời sống văn hóa của họ. Trong tiểu mục Văn hóa Việt tuần này thì mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về nghệ thuật khen của người Mông ở Thái Nguyên. Huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương là hai huyện miền núi giáp danh ở phía bắc tỉnh Thái Nguyên. Cả hai huyện này đều là nơi sinh sống của gần 7.000 đồng bào dân tộc Mông. Người Mông yêu âm nhạc, và khi nhắc đến đời sống âm nhạc của người Mông thì không thể không nhắc đến khèn. Khèn tiếng Mông còn gọi là kereng hay kereng, ra đời khoảng thế kỷ thứ 15 trước công nguyên. Về cấu tạo, cây khèn Mông được ghép bằng 6 ống khí bằng trúc với các kích thước khác nhau. Ống ngắn nhất có trọng trách giữ nhịp với âm thanh, khi bấm lại thì hòa làm một với ống dài nhất. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định công nhận nghệ thuật khèn của người Mông ở Đồng Hỷ và Phú Lương ở Thái Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Và để tìm hiểu rõ hơn rằng là nghệ thuật khèn của người Mông có những nét gì đặc sắc, tại sao lại được công nhận, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với nghệ nhân Lý Văn Sình, một trong những nghệ nhân thổi khèn còn sót lại của người Mông ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Trước hết, xin được cảm ơn nghệ nhân Lý Văn Sình đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài truyền Việt Nam. Anh Sình này, anh có thể chia sẻ một chút với khán giả Đài truyền Việt Nam là anh bắt đầu thổi khèn từ bao giờ ạ? Vâng, xin thưa chị, một chàng thanh niên sống trên là gọi là người Mông ấy, thì đi đâu phải biết thổi khèn. Tuy cái này thì tôi phải học hết 3 năm. 3 năm chi tôi trở thành 18 tuổi. Hồi xưa thì 18 tuổi thì biết yêu rồi, biết đi chơi, xem chỗ nào có bạn gái hay là gì, trai gì nó giao lưu. Nhà tôi ấy, vì cũng vì thổi khèn này cũng cứ để ý luôn. Thì nay mai cũng vì khèn thì mới lấy được nhau. Ông Lầu Văn Vừ là một trong số ít những nghệ nhân thổi khèn ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cùng với nghệ nhân Lý Văn Sình, hai người thường xuyên gặp gỡ và trao đổi về khèn. Loại nhạc cụ này thể hiện sắc thái tín ngưỡng, tâm linh truyền thống của dân tộc Mông. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù vui hay buồn, dù đám tang hay lễ ma khô, dù trời nắng hay mưa, trời tối hay sáng, người Mông cũng đều dùng tiếng khèn để phản ánh những hiện thực trên. Người Mông quan niệm, dù đi đâu hay sống ở đâu cũng không thể thiếu được cây khèn. Về Thái Nguyên này, đời 21 năm tại đây, thì nó vẫn giữ vẫn cái khèn này. Kể cả khai xuân, kể cả đám cưới, thế thì vẫn tổ chức anh em về đến nhà thổi khèn. Tôi rất tâm đắc với cái tiếng khèn mà tôi cái buồn của người Mông. Họ sống ở trong cái vùng rất là khó khăn, cả cao nguyên đá ở Đồng Văn cũng như đồng bào ở các nơi, họ đều mang cái khèn đi như người bạn của mình, như là hồn cốt của dân tộc mình. Mà nhắc đến khèn thì mọi người sẽ nhớ đến ngay những cái điệu múa khèn rất là uyển chuyển. Và đây cũng chính là nét đặc sắc của nghệ thuật khèn của người Mông ở huyện Đồng Hỷ và huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Anh Sình này, anh có thể chia sẻ một chút về cái điệu múa khèn mà anh vừa thể hiện được không ạ? Nó có tên là gì và ý nghĩa như thế nào ạ? Cái điệu mà vừa nãy tôi biểu diễn thì cái này nó gọi là giao lưu, gặp gỡ nhau. Thì để cho các chị em phụ nữ để ý mình. Vâng, vậy anh có thể hướng dẫn cho chúng tôi được biết một vài những cái thao tác cơ bản, những cái động tác cơ bản khi múa khèn được không ạ? Cái động tác cơ bản này trước hết là nếu mà thanh niên chàng trai khỏe mà đẹp trai, mà để ý các cô gái trẻ trung mà lại để ý người ta để ý mình thì mình làm một cái điệu rất là hào hứng mà nó như là bản lính cầm cái khèn này. Tức là cái bước chân nó phải như thế nào? À, nó phải như thế. Này, cái bước chân nó phải là nhẹ nhàng mà lại khéo, khéo chân khéo tay, nó thiện chí là người ta cũng để ý là mình cũng biết một ít võ, gọi là
có gia truyền chẳng hạn ấy, thì người ta nhìn cái điệu của mình là dẻo như thế là chắc là được đấy. Việc nghệ thuật khèn của người Mông ở Thái Nguyên được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì có ý nghĩa như thế nào đối với những người Mông như anh ạ? Thì chúng tôi thấy hào hứng mà cảm thấy cái bài, cái khèn này còn có giá trị rất lớn, mà mình cảm thấy là nên biết và nên học để đấy, để mà giữ lại cái bản sắc dân tộc. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói nghệ thuật khèn của người Mông thì giống như là món ăn tinh thần đối với họ vậy. Nó giống như là cái món mèn mén mà các em bé người Mông thường được mẹ mường cho vào lúc nhỏ. Việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thì không chỉ có ý nghĩa trong việc giúp bảo tồn nghệ thuật khèn của người Mông, mà còn giúp quảng bá cái giá trị văn hóa đặc sắc đó tới khán giả trong và ngoài nước. Và trước khi khép lại tiểu mục văn hóa Việt tuần này thì chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng một lần nữa đắm mình vào trong giai điệu của tiếng khèn. Vâng, và những giai điệu khèn cùng với những điệu múa khèn của người Mông ở huyện Phú Lương và huyện Đồng Hỷ của tỉnh Thái Nguyên cũng đã kết thúc lại chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube VTV4Girl để theo dõi lại chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.